Ồ, rồi mấy chú học hành ra sao rồi? Hả? Bữa nay chủ nhật nghỉ đúng không? À. À, cạo tóc là mới được, bữa nay chủ nhật mới được nghỉ học đúng không? À. Mấy chú lớn là năm nay học bao nhiêu lớp mấy rồi? 12 rồi, họ học trường trong này luôn hả? À, chỗ Hòn Rớ hả? À. Còn mấy anh đây học cấp 1 hết nè, đúng không? Hay là cấp 2? Cấp 2 hả? Ý học lớp mấy? Lớp nhỏ. À, lớp nhỏ, dạ dạ mẫu giáo á. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay thì Phương đi cùng gia đình của anh Hùng, chị Tròn thăm lại cái ngôi chùa Cát Tường đó bà con các bác chị. Thì anh chị cũng đã điện với Phương rồi, cũng hay coi kênh của Phương, rồi thấy Phương quay cái chùa đó, chỉ coi là chỉ nhận ra là cái ngôi chùa này là sư trụ trì đó là cũng cùng làng với gia đình chị Tròn đó bà con các bác chị. Hôm nay thì Phương đi với gia đình nè, chào em gái. Dạ chào anh. Hôm nay là anh em mình với gia đình chị Tròn và anh Hùng dạ con vừa gặp lại để thăm lại cái ngôi chùa anh đã quay ha. Dạ bây giờ mình đi ha chị ha. Giờ mình đi vô đi bây giờ cô dưỡng chùa đây thì Phương cũng đang đứng ở tỉnh lộ 13 bà con cô bác thì dạ. À, cái ngôi chùa Cát Tường này đó là thuộc xã Phước Đồng ở bà con cô bác chị. Rồi hôm nay cô mình đi vô thăm cô có dịp á, rồi cô dưỡng cũng về để qua gửi cho mấy cháu chút quà thăm mấy cháu nha cô. À, đúng rồi thì cũng ở khu vực đây hết mà. Dạ. Chị ở bé đó chị. Đúng rồi. Ở cũng có chùa Cầu Đá. Dạ đúng rồi, chị ở chùa Cầu Đá. Đang xây dựng. Ờ, đang sửa chữa. Cái bữa là bên này chưa làm cái này đó, làm mở rộng bên này nè. Không, mày ra xây dựng vô công quản gì hay nè cô. Ừ, tại vì cô biết nên cô mới vô nè. Lại đi coi. Phía bên này hai cháu cũng đang ôn bài đó mà còn có đang chị. Con mới đi lên thanh ngữ bên đây
đây đây đây mới làm chuyện này. Không nói được mới làm vậy. Quê nó nè, đây đang ngồi trên xe lăn như vậy đó, tôi tìm kiếm cái ngồi xe lăn, đang ngồi xe lăn ngon lành lắm, xong cái tự nhiên cái kêu sư phụ lên thăm này, nó nhảy nó lật lật phóng xuống dưới, nó ngồi nó bên này nó to nó mập, nói chung là bữa nay cũng mập liên tục nổi. Dạ đó, nó lo phải chạy lên thăm. Trung thu cũng làm quá, trung thu lên cho tụi nó. Có biết không? Tâm thần, khoa tâm thần. Nói tâm thần cũng biết rồi hay vậy? Có nhiều người... Nhiều người không biết. Không, có nhiều người không biết, xong rồi gia đình ruồng bỏ luôn. Xong bây giờ ông tỉnh lại, nhưng mà ông không về nhà nữa. Ông nói ở đây ông phục vụ cho dân làng ở đây, cho mấy người dân ở đây, đông lắm. Đây là toàn tâm thần không á? Ông thấy đông không? Ở đâu không? Ở trên Diên Phước lận. Diên Phước là bên đó, là bên tâm thần, bên khoa tâm thần đó cô. Nó chi cứ một thư đó, cứ một tháng hai tháng thì có à, có kinh phí là chạy lên, có dư chút tiền có không mới đó cô. Thì mà sao cô? Bây giờ mình đang làm cái bộ phù điêu ở phía sau á. Chứ cái tượng này làm hôm em làm hôm cuối năm. Lâu rồi. Mới cuối năm này. Hôm bữa tôi thấy. Hôm cuối năm. À, coi trên phim, chứ còn ở đây làm hôm tháng chạp á, tháng 11, tháng cuối tháng chạp là xong. Dạ, xong được đỡ nha cô. Dạ. Ồ, chùa bây giờ mình vô thăm cũng có dịp á, chùa cũng đang sửa chữa ha cô ha. Ồ, nhìn rộng, bây giờ đang sửa chữa bên này, nó đang mở khai thác bên này, nó rộng lớn thêm chút nè cô. Ừ, đó. Dạ, đập bên này luôn, đốt đầu xây lên cho nó rộng, khang trang một tí. Dạ, mình đi vô khúc này. Dạ. Ở cái này là dưới bếp của bên thầy cô luôn mẹ nè, áo trang đồ không hả? Dạ, đúng rồi. Ủa, đang của bên của chùa, đang sửa chữa. Dạ. Đó. Giờ này sửa chữa để nó cho nó khang trang lên thêm. Chứ hồi đó mưa lúc con vô thì thấy nó chật chội, chưa có làm nhiều. Bữa nay nó mới sửa nhiều, mở rộng ra thêm tí cho mấy chú tiểu chùa đang nuôi á cô ạ. À? Mấy chú tiểu. Ồ, rồi mấy chú học hành ra sao rồi? Hả? À? Bữa nay chủ nhật nghỉ đúng không? À. Cạo tóc phụ kêu con là cạo tóc phụ cho con nghỉ. À, cạo tóc là mới được, bữa nay chủ nhật mới được nghỉ học đúng không? Mấy chú lớn là năm nay học bao nhiêu lớp mấy rồi? 12 rồi, học trường trong này luôn hả? À, chỗ Hòn Rớ hả? À, còn mấy anh đây học cấp 1 hết nè, đúng không? Hay là cấp 2? Cấp 2 hả? Để học lớp mấy? Lớp nhỏ, à, lớp nhỏ, dạ dạ, mẫu giáo á. À, mẫu giáo. Sáu cấp 2 á. Hai đứa. Còn con. Giỏi. À, biết kia nó đang bệnh nữa. À, bị bệnh đó, đúng rồi. Nhìn cái mặt đó là biết đang bệnh, chắc là không đi học. Dạ. Thầy học viết sơ cô. À, viết sơ hả? À, đúng. Trong cái lớp này trường khuyết tật. À, trường khuyết tật, đúng rồi. Vậy trường đó dạy chỉ con mà. Đúng rồi, chỉ con mà dạy khuyết tật không á. Đúng rồi. Ừ. Biết này sao giống người dân tộc vậy? Đúng không con? À, người ở đây, người Kinh. Cô cho họ đánh mắt. Người ta bỏ ở chùa từ nhỏ. Ồ, vậy hả? Ồ, nên không biết mình. Mặt giống người dân tộc đó cô hả? Mắt to, người đen đen rồi. Hình như là bữa trước Phương có đến là liên như có một cháu hình như là ở phần Bình Thuận hay là sao đó. Con hai nữa, cháu Văn Phú. Chưa tới. Ý, lành gốm không? Ừ, lành gốm không? Cột có chùm tóc đẹp không? Cho khỏi rớt xuống mắt đúng không? Khỏi đâm mắt.
À đúng rồi, phải lót xuống mắt á. À, cháu thì nếu mà đi học đó, hình như là chở nhau là thay phiên nhau chở các cháu hay là sao không? À. Học các trường. Năm vừa rồi là có học giỏi không? Tổng mấy điểm này? 10 điểm không? Cháu cũng ngại. Chắc là 8 điểm. 8 điểm đúng không? À 9 10 hả? Vậy là quá giỏi rồi. Con có muốn gì nữa không nè? Quà không nè? Quà gì? Trước đó con cũng có cho mẹ con thấy có mỗi chưa cũng đang xin rau. À vậy đó hả? Vừa rồi là Trung Thu nhận quà nhiều không? Có. Cái quà gì nè? Bánh kẹo hay là nước uống? À. Bánh kẹo hay là nước uống? Con tên gì? Hả? À. Hòa. Dạ, với Đạo Phật chào tất cả các cô, các chú. Năm vừa báo cáo với các cô, các chú là năm vừa rồi các cháu học, cháu nào cũng được học sinh giỏi, học tốt hết. Cũng báo cáo cho các cô, các chú để giúp đỡ cho các cháu, thì để cho cô, các cháu có một chút niềm tin với cháu ở chùa nhà mình. Dạ. Dạ. Dạ, dạ cô, bây giờ là con của cô dượng con ở bên đó cũng gửi về một ít tiền để cho mấy cháu tiền học thêm chi phí, có thêm chi phí để thêm tiền học hành sách vở cho mấy cháu. À, em với con của cô dưỡng có cái tấm lòng để góp vô để mua sách vở cho mấy cháu cho nó vui vẻ, có kinh phí để lo cho cô thêm, cô ý là có phụ thêm một tí vậy thôi. Dạ có lòng mà nhờ cô nhận giùm con, cô cũng thay mặt em nó để mà trao giùm cho cháu, cho chị em nó, cho cô một phần quà này. Dạ. À, có mặt anh chị Trân ở đây thì cô Cát xin ghi nhận và hồi hướng phước báo lành này đến cho các con của chị Tròn với chú Hùng. Thì cô Cát thay mặt các cháu ở đây xin cảm niệm công đức của anh chị bên đó. Cầu chúc anh chị thân khỏe, tâm an, vạn sự kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật, các thầy lại con. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn mấy đứa con, cảm ơn cô chú đi. Cảm ơn cô chú ở bên đó đi con. Chú Khánh. Dạ, chú Khánh. Cảm ơn vợ chồng chú Khánh. Đi con thanh thịnh thư con. Có đại diện đem một chú tiểu nó. Dạ, cô. Này là con cũng phụ vô cúng dường xây. Dạ. Em xin ghi nhận cũng mọi đứa báo lớp này đến chú Hùng và chị Tròn. Xin ghi nhận tấm lòng của anh chị đã nghĩ đến ngôi Tam Bảo ở Phước Tường. Nói chung là các cháu ở cũng còn hơi bị chật hẹp, bây giờ cũng đang cố gắng thuyết phục làm từ từ lên. Thì anh chị của đồng công được góp nhặt đưa cho chùa để mà xây dựng từ lên. Thì xin ghi nhận hồi hướng phước báo anh chị. Lúc nào cũng nghĩ tới chùa Phước Tường là quý lắm rồi. Dạ với Đạo Phật. Mô Phật ông bà con. Con cảm ơn ông bà. Dạ. Nhỏ mơ có tu. Chứ đừng có nghĩ gì ngoài đời rất là khổ cực. Con phải lo tu lo hành. Mình ở trong chùa được phước báo mình được đầy đàng hoàng đầy đủ như vậy thì bây giờ mình cố gắng mình tu thôi cho nó tu mất. Hôm nay là cũng là ngày chủ nhật đó bà con cô bác anh chị, thì chùa cũng thợ vẫn làm nè. Tô cái tường Quan Âm phía sau lưng này.
anh chị chữ cái hoa văn. Hôm nay là bữa nay chủ nhật cũng gấp rút làm luôn ha. Thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, Nha Trang. Sáng nay thì Phước đi với gia đình chị Tròn đó, thì thời tiết hôm nay sáng hôm nay thì cũng nắng đẹp đó bà con các anh chị. Chào chị. Dạ, em chào anh. Dạ, chị nhớ em không? Dạ nhớ. Dạ. Dạ. Em ở đây em cũng không làm gì, em dạ. Sáng về em rửa ăn quét, dọn thật chỉ rồi em nấu ăn nấu uống lại cho mấy cháu, chở mấy cháu đi học. Dạ. Rồi trưa em về. Hôm giờ chị khỏe không? Dạ khỏe anh. Dạ. Em cũng biết ơn rồi mấy cho mấy anh đồ giúp đỡ giùm cho mấy cháu đồ. Dạ. Ở đây. Dạ em cũng ổn khổ quá, giờ mới xem dông chùm ở, em quyết nhận. Dạ. Dạ thợ. Chị vô đây chùa này tái túc lâu chưa? Em mới vô lại được nửa tháng à. À nửa tháng rồi hả? Dạ. Từ bữa giờ em vô Sài Gòn, giờ đây mới nửa tháng giờ. À, chị chính thức vô chùa này đó, tái túc trong chùa đó, là dạ. Lâu chưa? Em ở đây lâu rồi. Lâu rồi? Dạ. Giờ chị không về Cầu Đá nữa, lâu lâu chị về hay sao? Dạ lâu lâu em về. Dạ. Dạ. Công việc của ở trong chùa đó là dạ. Chị làm công quả rồi có đưa cho các cháu đi học đồ hả? Dạ. Đưa xe sáng đưa mấy cháu đi học. Dạ. Chưa mấy cháu chưa chở mấy cháu về, xong chưa chở mấy cháu đi học lại. Dạ. 4 giờ rưỡi là chở mấy cháu về. Dạ. 5 giờ mấy cháu đi học lại. Dạ. Vậy á. Chị nhắc lại chị tên gì ạ? Đinh Bi. À chị Bi ở Cầu Đá ha. Dạ. À đường số mấy chị? Đường số 2. À đường số 2. Thì ngày trước là chị hình như là buôn bán gì với... Em buôn bán với con nhỏ em bán chút chiên, anh nhớ con nhỏ bán chút chiên không? Em cũng lâu quá rồi. Cái con nhỏ bán chút chiên gần sát mình cái bè bán bánh canh á. À gì đó hả? Dạ, nhỏ em là em của chị của nó. Dạ. À, giờ nó cũng nghỉ nó bán rồi, nó cũng đi Sài Gòn. Còn cản là chị làm cái gì? Cản là em đi bán mũ ở dưới bến á. Dạ. Em bán chỗ Hải Quyền á. Dạ. Bán mũ buổi sáng chút xíu khoảng 10 giờ về. Dạ. Bên đây không có bán nữa, nghỉ rồi. Rồi. Thì bây giờ cũng khó khăn, chủ yếu là đặt trong chùa thôi, bà con có bác chị. Thì đỡ Phương còn tiền của tỉnh Việt Kiều Pháp, Phương cũng còn giữ đó. Thì... Phương đi đâu thì gặp những hoàn cảnh thì nói chung là không nhiều, đỡ một ít, đỡ các cô chú tiêu vặt hoặc là mua gạo đó bà con có bác chị. Thì cái chị này thì hoàn cảnh chị cũng khổ. Chị ơi, dạ. Em còn giữ tiền của cô tỉnh đó, dạ. Việt Kiều Pháp, dạ. Gửi cho chị 200 ngàn ha, dạ. Để chị tiêu ha, chị cần dạ. Gì chị tiêu. Dạ. Giờ cuộc sống thì chị tái phục ở trong chùa thôi. Rồi chị nhận giúp em ha. À, cảm ơn cô. Cô tỉnh thì cô tỉnh và việc phép nha, em cảm ơn nhiều lắm nha. Em cũng có gì hơn để có sức khỏe nha, giàu giàu. Dạ, dạ. Gì nha chị. Dạ. Đó mẹ bé nó khóc nha.
lớn nhỏ gì cũng được hết, cũng dùng hết. Hồi nãy giờ Phương với gia đình chị Tròn cũng đã đến đây thăm chùa, rồi gia đình chị Tròn cũng thăm các cháu, gửi quà các cháu cũng xong rồi, bà con các bác chị. Thì Phương tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại. Thôi bây giờ mà gia đình mình đi ha, cũng xong rồi ha. Dạ, thì mình cũng về luôn. Thôi anh chào em ha, chào cả nhà. Dạ rồi, bye bye.